Đây là sổ sách thắng đề, mau chống thu giùm tôi. Dạ, chị đi coi. Làm việc. Dạ. Nè, 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 nè. Tới đây làm gì vậy? Hai người ra ngoài đi. Dạ, chị đi coi. Anh nhìn thấy em và Trần Khôn. Em đưa tiền cho ổng làm việc gì? Anh nói gì chị? Em biết anh đang nói gì mà. Còn Thơ Thanh nữa. Tại sao gạt anh nói chia tay với cổ đi tổn thương cổ chứ? Vậy thì sao chứ? Là tôi mua chuộc Trần Khôn, kêu ông nói láo vào lời khai giả. Là tôi giả đò yêu anh, gạt anh và cô bé đó. Em còn làm gì nữa? Tên Hứa Chân Tiêu đó là tôi dùng tiền và các danh y chữa trị cho ông tỉnh lại. Còn người cha làm luật sư của tôi là tôi mướn người phụ nữ đó và Trần ổng. Bây giờ ông bị người ta kiện rửa tiền cũng là do tôi báo tin. Thực chất em không phải là Đinh Chỉ Dần. Thực ra em là ai? Thực ra em muốn cái gì? Hình như anh đã điều tra ra điều gì phải không? Anh ngu quá. Bấy lâu nay anh bị em lợi dụng, tạo cơ hội cho em tổn thương người khác. Em không nên tổn thương ba em, hại bắt em phải ngồi tù. Em hại ba em bị mất bằng, thật ra em muốn cái gì đây? Họ không xứng đáng là ba má của tôi. Cao Cảnh Xương và Lưu Diệu Lan năm xưa đã bỏ rơi tôi, hại tôi phải chịu khổ ngoài đường. Lúc đó tôi mới có mấy tuổi thôi. Bây giờ họ muốn nhận lại tôi, họ xứng đáng à? Em bé cùng mẹ khác cha với tôi không cam tâm đã vui vẻ 20 năm qua. Nhưng tôi rất muốn để cho họ biết mùi vị mất hết tất cả. Tại sao là một gia đình tốt đẹp mà về trả thù em lại phá vỡ như vậy chứ? Phá vỡ gì chứ? Họ vốn là một gia đình tan nát mà. Chẳng qua tôi giúp họ trở lại lúc ban đầu thôi. Có gì sai lầm? Thực chất em không phải là loại người như vậy, mà tại sao em lại trở thành như vậy chứ Sang? Xưa nay tôi là như vậy là sếp hiểu lầm tôi thôi. Ba lái xe giỏi quá, làm sao thắng ba được chứ? Phủ đuôi xe à? Chạy vào Vịnh Thanh Thủy đi. Còn giỡn đó, ba bị tăng xong đó, nhớ uống thuốc đúng giờ đi. Mỗi ngày con nhắc ba mấy lần, còn đúng giờ hơn uống thuốc, sao ba quên được? Còn nữa nha, không được ăn những thứ nhiều mỡ và lòng đỏ đó. Không được uống nhiều rượu, không được hút nhiều thuốc chứ gì. Quan trọng nhất là không được đua xe nữa. Đâu có đứa con gái nào quản lý ba vậy chứ? Con quan tâm ba thôi, ba là người thân duy nhất của con. Ba có chuyện gì thì con phải làm sao? Được rồi, ba nói chơi với con thôi, làm như thật vậy. Dĩ nhiên rồi, 20 năm qua chỉ có ba là tốt nhất giúp con thôi. Thật ra suy nghĩ lại, hồi con còn nhỏ quả thật là khổ. Người làm mẹ chỉ biết đi lăng nhăng, bỏ rơi con mình không lo. Ba ruột còn tệ hơn, thiếu nợ của ba. Đến chỗ của ba đúng ra có thể đem con về, nhưng không ngờ vì tiền mà bỏ rơi con. Họ xấu xa quá, chị bây giờ phải bị quả báo. Bây giờ con đã trả được thù rồi, những chuyện không vui đó đừng suy nghĩ nữa. Có một chuyện con mãi mãi không quên được, là ba đã lượm con từ ngoài đường đem về, cứu sống con. Bất kể giá nào ông cũng phải cứu nó tỉnh lại. Mạng sống của nó mà nói đối với tôi rất quan trọng, ông biết không? Bắt đầu từ hôm đó, con cảm thấy ba là người duy nhất con có thể tin cậy. Nên lúc nào con cũng đi theo ba. Thật ra ngẫm nghĩ lại, ba phải cảm ơn cha mẹ ruột của con. Nếu không phải họ bỏ con, thì ba đâu có một đứa con gái tốt như vậy. Có lẽ đây chính là duyên phận. 20 năm qua ba đối với con rất tốt, con không biết làm sao trả ơn ba. Khờ quá. 20 năm qua con đã giúp ba làm rất nhiều việc. Bây giờ cả xã đoàn đều là của chúng ta, nhờ có con đó. Ba đừng nên nói vậy. Đinh Quốc Châm và Hàn Vũ có gian tình nên cứ đè đầu ba. Bây giờ ba chỉ lấy lại những gì mà ba xứng đáng có. Quan trọng nhất là chúng ta phải làm sạch sẽ gọn gàng, tuyệt đối không thể có sơ sót. Ba yên tâm đi, ba làm công con đã giải quyết rồi. Còn tên cảnh sát thì sao? Hắn rất ngu, con nói gì hắn cũng tin cả. Không phải hắn ngu đâu, là hắn yêu con đó. Đối với những người ngu ngốc như vậy con không hứng thú. Hơn nữa con đã lợi dụng hắn rồi, tốt nhất đừng làm phiền con nữa. Đúng. Hay là chúng ta tìm một nơi yên tĩnh, ăn một bữa thịnh soạn để ăn mừng. Ăn một bữa thịnh soạn thì ăn một bữa thịnh soạn, nhưng mà không được ăn những món dầu mỡ đó. Không được ăn trồng đỏ, không được hút thuốc, không được uống rượu chứ gì. Biết rồi, con yêu dấu. Chào em. Không phải người ta muốn nghe một tiếng chào. Anh xin lỗi. Cũng không phải một tiếng xin lỗi đâu. Ngoại trừ con xin lỗi,
Tôi không nghĩ ra tôi nên nói gì. Sếp có thể nói câu thơ thanh yêu em anh. Bỏ đi Hugo, tôi không cần người ta ban bố tình yêu. Trời ơi, chuyện gì vậy? Mới sáng sớm chiến tranh thế giới hả? Quỳnh Phong. Hả? Vậy tôi nhờ anh điều tra đến đâu rồi? Tôi đã hỏi lối sớm của người làm đó. Người này như phát tài vậy đó, đeo vàng đầy tay còn đòi đi di dân nữa. Tôi điều tra sẽ nhập cảnh qua thật hôm qua mà ta đi rồi. Chắc chắn cô lầm. Sếp đã đi coi mua chuộc mọi người làm hả? Cô tiếp tục ở lại đây là để mua chuộc nhân chứng và thiêu hủy bằng chứng. Trời ơi, chết rồi. Vậy cái chết của Đinh Quốc Trâm không biết có liên quan đến cổ không? Có cần điều tra không? Nhân chứng đi rồi, rất khó điều tra. Thông Minh, ba chai bia vào sổ của tôi. Được rồi. Hai người không đơn giản chỉ mời tôi uống rượu chứ. Quay Phong, hôm nay anh sợ cảnh sát, anh và Monitor âm thầm bàn chuyện như vậy, có phải liên quan đến người phụ nữ đó không? Bỏ đi thợ thanh, Monitor không thể trở lại đâu. Không thể quay lại là sao? Anh nói nghe nghiêm trọng như vậy, chắc chắn là rất nghiêm trọng rồi đó. Thì nghiêm trọng đến mức á, nói đùa thôi, giả thôi, không có gì, không có gì xảy ra. Anh có biết người phụ nữ đó không phải người tốt không? Chị sẽ hại chết Monitor đó, anh nói đi. Đừng có ép tôi mà, cô đi hỏi sếp ấy đi, đừng có hỏi tôi. Anh nói đi. Không có được. Thôi mà. Bỏ đi. Có ép ảnh, ảnh cũng không nói. Phải, đâu. Chúng ta về. Biết vậy tốt rồi. Đi. Đây, làm gì vậy? Trả chai rượu đây. Tôi rút súng rồi. Nè, tôi rút súng à? Tôi lấy chai rượu anh rút súng đây. Tôi đổ. Cậu muốn gì chứ? Muốn anh nói thôi. Sợ hai người luôn á. Nicole đã làm những chuyện phạm pháp đó. Chắc chắn không chỉ như vậy. Chỉ còn làm chuyện xấu gì nữa. Tội chứng của ba má cô đều do cổ khơi ra. Anh vừa nói gì? Từ đầu cô đã có âm mưu muốn hại họ phải ngồi tù. Xin lỗi nha Monica. Sư Huệ, đến lúc phải nộp tiền rồi đó. Mấy hôm nay không thấy bóng dáng của anh, không phải muốn quỵt chứ? Tiền á, tôi nhất định sẽ nộp. Nhưng mà tôi chỉ nộp cho anh Trâm thôi. Mày đi rồi sao? Trước lúc chết anh Trâm đã nói rất rõ ràng, tất cả việc làm ăn giao cho Nicole quản lý. Anh Trâm đã chết rồi, con bé này chưa có kinh nghiệm. Chiếc ghế đầu rồng chừng nào đến phiên nó ngồi. Đến phiên xíu quẩy này ngồi còn chưa đến phiên nó ngồi. Mày nói cái gì? Muốn 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 gì? Cảnh sát đến kìa. Không cần nhìn nữa. Cảnh sát đây. Chuyện gì đó? Chị có phải con người không? Mẹ ruột chị cũng hại. Bà muốn trách thì trách bản thân bà. Bà đã bỏ rơi tôi 20 năm xứng đáng là mẹ tôi sao? Cô điên à? Một gia đình tan nát bây giờ cô vui rồi chứ? Tôi rất vui, rất hả dạ. Xấu xa. Muốn gì? Nè, muốn gì? Vô tới lấy. Đừng làm bậy kìa. Nè, muốn gì? Cô gái đừng qua đây đi. Cô gái chạy vô đây hả? Muốn gì? Còn sao chứ? Hugo, Thơ Thanh. Hai người làm cái gì vậy? Đánh nhau với người ta à? Thơ Thanh bị tên xấu xa Nicole đánh. Thơ Thanh à, em thừa biết cổ là hạng người này, đừng có gây sự với nó. Em gây sự à? Bây giờ là chỉ hại má em phải ngồi tù. Gia đình em đã tan rã rồi đó. Em đã biết hết mọi chuyện. Anh còn bao che cho người phụ nữ đó đến bao giờ nữa đây? Không phải tại cổ. Em muốn trách thì trách anh. Sếp nói cái gì vậy? Nicole không phải là người tốt đâu. Cô là con gái của đầu rồng xã hội đen. Tại sao chuyện gì sếp cũng tin cổ chứ? Cổ gạt sếp thì sếp chịu. Thơ Thanh vừa bị cổ đánh, sếp không thèm quan tâm đã trách cổ rồi. Xin lỗi em. Người này thì xin lỗi, người kia thì tin tưởng tuyệt đối. Sếp nói đi, nói thật lòng đi. Có thật là Nicole không làm chuyện xấu không? Có. Nhưng tất cả mọi chuyện đều do tôi gây ra. Sếp đâu cần chuyện gì cũng gánh hết chứ? Phải đó, mê cổ mê đến mức này thì chỉ có sếp thôi. Thật ra chị đã làm gì mà anh yêu chị đến như vậy? Em không hiểu đâu. Em không hiểu. Thiên Quang hãy nói cho em biết, có phải em làm không tốt không? Em không có không tốt. Người không tốt là anh. Anh yêu chị ở điểm nào chứ? Chị làm nhiều chuyện xấu xa như vậy mà anh vẫn binh vực chị. Thơ Thanh vì sếp có thể bỏ cả tính mạng, còn người phụ nữ đó đã làm gì mà sếp một lòng chung thủy vậy chứ? Mấy chuyện tình cảm rất khó đo lường. Nếu yêu người nào đó thì không tính toán người đó là ai. Xin lỗi nghe Thơ Thanh, bất kể cổ thay đổi ra sao anh cũng không bỏ rơi cổ. Xin lỗi em.